sao quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày nay còn hạn chế? Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ luôn được cư dân mạng, những người Việt Nam trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày nay không chỉ về kinh tế, xã hội, mà còn về an ninh, quốc phòng, nhất là trong tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp. Không loại trừ, nguyên nhân quan hệ Việt-Mỹ vẫn còn có nhiều phức tạp, còn do có những kẻ chọc khoé chính trị. Vừa qua trên đài RFA có đăng tải bài viết Quan hệ Mỹ-Việt Nam còn hạn chế vì Việt Nam ngại Trung Quốc và về vấn đề nhân quyền. Vậy nội dung thực chất quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày nay là gì? Vì sao vẫn còn hạn chế? Hãy cùng Che Làng TV tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và sự thật về những luận điệu mà đài RFA đưa ra. Hiện nay, Hoa Kỳ cần đến Việt Nam một phần quan trọng là do vị trí địa chính trị của Việt Nam và đặc biệt là ở Biển Đông. Biển Đông là một trục đường hàng hải, hàng không quan trọng bậc nhất trên thế giới. Với Việt Nam, hợp tác giữa hai quốc gia nằm trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, dựa trên tư duy chính trị mới sau chiến tranh lạnh về đối tác và đối tượng. Theo đó, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngày nay, Việt Nam không còn dựa trên tư duy cùng ý thức hệ hoặc khác ý thức hệ để xác định quan hệ đối tác, đối tượng như thời kỳ chiến tranh lạnh, mà dựa trên lợi ích quốc gia, dân tộc. Việt Nam ngày nay đã xác định các quốc gia đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, và Hoa Kỳ nằm trong nhóm đối tác toàn diện của Việt Nam. Về nội dung, nhóm đối tác này được Việt Nam xác lập không chỉ về kinh tế, xã hội, văn hóa, mà cả trên lĩnh vực an ninh quốc phòng. Không phủ nhận rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn hạn chế. Những hạn chế này do sự khác biệt về thể chế và văn hóa giữa hai quốc gia, dân tộc. Chẳng hạn, Việt Nam bảo vệ nhân quyền trên cơ sở bảo vệ chế độ xã hội, công bằng cho mọi người, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, chứ không phải đặt lợi ích nhân quyền, quyền và lợi ích cá nhân lên trên lợi ích xã hội, cộng đồng. Quan hệ giữa hai quốc gia còn có nấc thang phát triển nào nữa không? Câu trả lời là có, đó là nâng từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Tuy nhiên, với Hoa Kỳ và Việt Nam, điều này không thực sự cần thiết. Thực tế cho thấy, Hoa Kỳ đang là đối tác kinh tế lớn thứ hai của Việt Nam, là đối tác an ninh quốc phòng lớn nhất và đặc biệt của Việt Nam. Sự khác biệt về nhân quyền không phải là một lý do thực sự hạn chế quan hệ hai quốc gia đối với cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Vừa qua, một số đối tượng muốn phá hoại quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ khi đã đề cập tới vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhưng cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều bác bỏ. Cần ghi nhận rằng, việc Hoa Kỳ đưa lực lượng quân sự lớn với vũ khí hiện đại vào Biển Đông nhằm bảo vệ hòa bình, tôn trọng chủ quyền các quốc gia, trong đó có Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, luôn luôn được tôn trọng. Tuy nhiên, việc đài RFA đưa ra những luận điểm về hạn chế trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là không hề chính xác.